Rồi hôm nay ngày 28 tháng 5 nha. Chào Bầu Phú Lộc, chào tất cả anh em chú bác gần xa nha. Và bên trẻ em hôm nay cũng về 4 con bò, 3 con bò Pháp, 1 con ba bê nha anh em chú bác. Bò này hiện đẹp, đẹp khỏi chơi nha anh em chú bác. Bò này bò lực nha. Bò này con nào cũng lực pin không nha anh em chú bác. Thì bò này em bắt hơi xa em về hay trễ nha. Đấy vì em đăng lên luôn nha anh em chú bác. Bò này con này nó dương hết mốt nha anh em chú bác. Đây bò bê này cũng lực không nha. Về chiếc này bò đẹp không nha anh em chú bác. Ngoại hình đẹp không nha. Thì anh em tính xa alo em nghe. Thì số điện thoại của em cũng số Zalo nha anh em chú bác. Anh em có nhu cầu để tính xa thì các bạn Zalo em quay trực tiếp cho nghe. Còn anh em địa phương thì chạy đến trại em nghe. Bò này bò pin lực không nghe anh em chú bác. Em vừa xuống xe là em đăng luôn nghe anh em chú bác. Đùi lưng nách khỏi chơi nghe. Bò này dữ dằn không nghe anh em chú bác. Lực nghe. Đây này pháp kem nghe anh em chú bác. Đoàn hình anh em khỏi chơi chú bác. Anh này em dư thước mốt nha. Xương sát đòn là ok nha anh em chú bác. Thì anh em chú bác có nhu cầu mua alo em nha. Chạy bò em ở thuộc xã Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Cặp quốc lộ 91 nha anh em chú bác. Đây dẫn đích thì anh em khỏi chơi nha. Lưng nách thì cự anh em khỏi chơi nha. Rồi dư về đôi không nha. Anh này kem nha. Bò này em cũng lựa là chân móng hoàn thiện nha anh em chú bác. Bay vô măng cỏ luôn rồi anh em ơi. Thì em về bốn con bò này con nào cũng pin lực nha anh em chú bác. Đây em còn mớ bò cam chiên anh em chú bác.
Hôm nay bỏ Campuchia em về không được nha, đường biên giới đi không được nha anh em chú bác. Em còn má nè, anh em chú bác thì có mua bò Italy thì alo em nghe. Này em còn thứ ba mấy quay về không nghe. Thì em cũng tiễn bò tốt không anh em chú bác. Bò này nó cũng già tháng không nghe, em về nhổ cũng mau nghe. Bò này em cặp 24 đổ lên anh em chú bác. Đêm mà em quay nó có không rõ nét hơn cho anh em chú bác, có cũng hơi tối nha. Rồi chào tất cả anh em chú bác nha, thì bò ít em cũng quay ngắn gọn thôi nha. Thì anh em chú bác càng xa có nhu cầu mua alo em nha. Bye.